Ok, ngồi xuống đây. Hai con kia nữa ra đây xem nào. Ra đây chào khán giả cái nào. Cả con Pila nữa. Ra đây. Xin chào tất cả mọi người. Mới tắm cho mấy đứa chúng nó xong mà đợt này là nó do cái thời tiết ấy là nó có gầu. Cái da nó có gầu. Thì giải quyết cái da nó có gầu thì đơn giản lắm. Mọi người sẽ tắm cho chúng nó 2 hoặc 3 lần liền, cách nhau khoảng tầm 2 ngày mọi người tắm lại, 2 3 ngày mọi người tắm lại một lần là ok, nó sẽ sạch thôi, là sẽ hết gầu thôi. Còn cái gầu này nó do thời tiết này, như lông của Siro là nhìn thấy rõ gầu nhất này, bởi vì lông của Siro là đang thay lông. Nên là lông nó mỏng, thế nhìn thấy rõ gầu, còn lông của Pila với Melsi là không nhìn thấy đâu. Nhưng mà thực ra là nó đều có gầu đấy. Ok này. Chờ tí nhá, hôm nay sẽ tắm cho cả ba con cùng lúc luôn. Giải quyết cả ba con cùng lúc luôn, cả con Pila nữa ra đây xem nào. À, được rồi. Hôm nay sẽ tắm theo cái kiểu này. À, dầu gội thì mọi người dùng dầu gội nào cũng được nhá. Được rồi, để xịt nước cho con Melsi trước đây. Từ từ. Melsi thì là đang bầu đấy, không có vấn đề gì cả. Cái việc tắm này nó không có ảnh hưởng gì đến bầu bí gì đâu. Hôm nay tắm thì cũng không cần phải phải tắm cái phần đầu của chúng nó, mà chỉ cần tắm cái phần người thôi. Tắm mà để cho sạch gầu á, chứ còn con chó người nó sạch tinh mới tắm có mấy hôm thôi, mới tắm mấy hôm trước. Rồi Messi nằm quay đầu lại đây xem nào, xích cái mông ra kia. À, quay cái đầu lại đây. Ok, đứng thế. À, hôm nay sẽ tắm cho, để cho xà bông nó ngấm. Tắm theo kiểu là tắm cho xà bông nó ngấm là sẽ tắm cho ba đứa cùng lúc luôn. Thì cái thời gian tắm cho tính ra như thế thì tắm cái kiểu này là cái thời gian tắm nó sẽ lâu hơn thời gian xà bông, cái sữa tắm nó ở trên người con chó nó sẽ lâu hơn. Hôm nay chỉ tắm đến cổ thôi, không tắm tai, không tắm trên đầu, không để nước vào tai, đỡ phải lau nhá. À, xong phần xả nước này. Xả nước thế là đã xong này. Yên không, không rũ. Gấp vào này. Sữa tắm. Để hôm nay để cho xà bông nó thấm, có độ thấm. Là xong là sẽ không xả ngay mà tắm cho con tiếp theo. Chờ Siro chờ một tí. Siro là người, Siro là ít lông nhất cho nên là hôm nay sẽ tắm cho Siro sau cùng nhá. Để cho mẹ Melsi trước này. Rồi sau đấy là sẽ đến bà Pila. Sau đấy là sẽ đến Siro. Tí nữa, đừng liếm linh tinh. Ok rồi, Messi đi ra kia. Ra kia nào. Rồi, không thể vào trong chuồng kia nào. Con Pila ra đây. Để kệ cho nó chơi. Pila. Nào. Ăn đấm giờ. Pila. Pila ra đây. Pila ra đây. Đứng xích đây. Siro tí nữa. Tí Siro sau cùng Pila ra đây. Rồi, để kệ, để cho mẹ nghịch một tí để cho nó gì đi. Siro ơi, đừng ra làm phiền mẹ. Làm phiền nhau này, cho nó cáu tiết lên nè. Đây này, nhìn da của Pila này. Lông của Pila này, Pila bắt đầu thay lông. Thôi Messi ơi, cứ ở yên đây thôi, đã xong đâu. Ở đây cho nó ngấm xà bông. Đang gãy lưng. Siro thì yên đấy, kệ mẹ đi. Pila quay mông lại đây. Quay mặt ra kia. Đúng rồi. Thế. Xích thẳng lại đây. Rồi.
hôm nay sẽ không tắm tai, chỉ tắm cổ trở xuống thôi. Tắm là để cho hôm nay tắm là để cho nó sạch gầu thôi, chứ không tắm để cho sạch người. Messi ra kia, ra kia gãi lưng thì gãi đi, gãi lưng thì gãi đi để xong cho con Pila rồi từ từ, rồi xong cho con còn con Siro nữa cơ. Ok này. Hôm nay là đầu là không cần phải tắm ướt đầu. Tí nó chỉ cần lấy cái khăn lau lau người rồi lau ngược lên trên đầu là đủ rồi. Mọi người mà tắm cho chó lần đầu lần thứ hai mà con chó nó e ngại cái việc ướt đầu thì mọi người cũng tắm theo cái kiểu như này được. Tắm theo kiểu chỉ cần tắm người thôi. Còn đầu thì chúng ta sẽ lau thôi, chứ không cần cho ướt đâu. Bung rồi. Bung nếp gấp. Xích lại đây, lùi lại. Đi là. Lùi lại đây. Ừ, hay. Để anh nói nhiều. Ừ, được rồi, làm vậy. Để gãi để cho nó sữa tắm nó thấm hết vào trong da. Quan trọng là nó thấm hết vào trong da. Rồi sau đấy Pila sẽ tự ra kia Pila gãi. Ok, Pila ra kia Pila gãi đi. Con Siro ra đây, Siro ơi. Siro. Siro cứ láu nha láu nháo này, Pila rụng lông. Siro. Ra đây. Messi ra kia, tí nữa. Siro. Siro ơi. Siro. Lau nhau, lau nhau. Messi chờ. Tí nữa. Xong lượt con Siro này lại sẽ đến xịt cho Messi. Để mọi người xem tắm cho ba con. Mà bình thường tắm thì nó nhanh lắm. Chứ nó không có... Ok, đứng thế. Rụng lông rồi. Bây giờ bắt đầu rụng đến lớp lông cứng này. Lớp lông mềm của Siro nó coi như rụng xong. Gần như là hết sạch lớp lông mềm này. Bây giờ rụng đến lớp lông cứng. Nước thì làm sao để nhẹ nhàng để nước nó không vào tai chứ nó. Lần những lần tắm đầu tiên với thứ hai thì đừng có tắm đầu. Tắm người thôi, đầu lau là được. Không, không rũ. Không. Không. Đó, mọi người muốn mà con chó nó không rũ, nó không vẩy để nó không bắn vào người thì cứ giữ da cỏ nó bảo nó thì nó sẽ biết. Ra mặt bên này. Quay mông lại.
siro là bây giờ lông ở trên người siro là ít nhất. Cái thời tiết mà nó không có lạnh gì lắm thì mới chơi cái bài này được. Trời lạnh thì chúng ta tắm con nào phải xong con đấy luôn, tránh nó bị cảm lạnh. Thời tiết này thì không sợ nó bị cảm lạnh. Rồi, siro ra kia để cho nó ngấm đi. Ra kia cho nó ngấm gì đi. Ui giời. Vậy để cho xà bông cho anh cũng được tắm hả? Rồi, ra đây mà phản. Siro chưa được, chờ cho nó ngấm đã. Siro đi lượn ra kia. Messi ra đây. Siro đi ra kia đã. Tí nữa, để sáng cho mẹ đã. Đây, siro gãi lưng này. Gãi lưng xong rồi. Là người là cũng coi như là như thế, là cái thời gian ngấm như thế là khoảng tầm 10 phút. Coi như là từ lúc bắt đầu đến giờ gần 10 phút. Là thế là ok rồi, 10 phút là đủ rồi. Để nó ngấm thoải mái ra. Bây giờ là xả cho sạch đi thôi. Là xong. Và nếu mà con chó mà nó có gầu, mọi người chỉ cần làm như này, tắm như này khoảng tối đa là khoảng 3 lần là sạch, còn không thì chỉ 2 lần thôi. Bình thường thì chỉ cần tắm 2 lần là sạch thôi chứ không cần phải tắm nhiều lần đâu. Cho nó khô tinh người đi. Đấy được. Cho nó đỡ bị bẩn. Vì khi mà mình lau ấy, thì mình không có làm sao để mà cho con chó nó khô tinh được. Đây, như này nè. Xịt nước theo kiểu như này là nó sẽ sạch này. Đây là xả, này là xả cho nó sạch cái xà bông thôi, cái sữa tắm thôi. Phần mặt đây, xịt màu. Rồi, mình xì rũ đi. Rồi, xong rồi ra đây để lau. Siro từ từ, siro đi ra, tí nữa. Mình xì ra nào, ra đây lau nào. Đây, lau chúng nó này. Sau khi lau người chúng nó này, cái khăn này nó ẩm rồi. Nó cũng là cái còn cái mùi của cái đậm cái mùi của sữa tắm ấy thì lau đầu lùi lại. Dùng khăn này để lau ướt lông đầu, coi như là lau da. Đó, không cần tắm, không nhất thiết là phải tắm cái phần đầu của chúng nó đâu. Như thế này đầu của chúng nó cũng sạch luôn. Xì rũ đi, lắc đi. Lắc đi nữa đi, chưa được. Ra đây lau tiếp. Xì. Siro xích ra kia. Mà xì ra đây. Siro xích. Chưa đến lượt siro. Lau là cơ bản để cho nó khô. Cơ bản để cho khô ít nhất là phần lưng. À, không phải là khô mà là gọi là đỡ ướt. Rồi, Messi vào trong ô. Đấy nhá, Messi là coi như là thế là Messi xong rồi này. Bây giờ sẽ đến lượt con Pila này. Nhưng mà từ từ, Messi vào đây. Messi vào trong này, vào trong chuồng này. Messi. Messi. Ok. Rồi, Messi nằm ở đấy nhá. Nằm yên đấy cho khô. Con Pila ra đây. Đó, là xong phần của Messi. Mất hơi mất thời gian. Pila ra đây. Siro từ từ tí nữa.
Tí nữa sẽ đến siro, pila xích đây. Tí nữa rồi sẽ đến siro. Pila xích đây. Xích ra đây. Pila. Đứng ở chỗ nào để anh xịt được. Tiến lên. Rồi, ok. Quay mông lại. Được. Thế đây. Rồi, yên đấy, đứng yên này. Xích lại đây. Xa quá. Rồi. Nó xin nằm ở đấy một tí để cho nó khô đi. Pila là bắt đầu, pila bắt đầu rụng lông rồi đấy. À, bắt đầu rụng lông tơ này. Đợt này là hai bà cháu thay lông liền nhau này. Con Siro vừa rụng hết lông tơ xong. Thì bây giờ đến bà Pila bắt đầu rụng lông tơ. Đợt này nhà cứ tha hồ dọn lông. Phần xả nước để cho nó sạch cái sữa tắm này là phải rất là kỹ. Sạch phải sạch hoàn toàn. Từ. Chưa xong. Xích lại đây, đã xong đâu. Vẫn còn cái bụng của Pila nữa cơ mà. Trên lưng thì gần như là ok rồi đấy, nhưng mà còn cái bụng. Chưa. Rồi, lắc đi. Nào, Pila lắc đi rồi ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Pila. Pila. Nó đầu rụng lông ở đây. Lắc đi. Lắc tiếp đi. Chưa đâu, chưa xong. Pila. Ra đây. Pila. Pila. Siro đi ra kia đã xong đâu, chưa đến lượt Siro tí nữa. Đừng để anh nói nhiều. Bà đã xong đâu. Lau một lượt đi là lau để cho nó sạch cái mặt thôi chứ. Lượt này mới là lượt để lau cho lau khô lông à. Mà lông của Pila phải lau 3 lần. Bởi vì Pila lông Pila nó dày. Rồi, ra kia cho khô đi. Thôi, con Siro đừng có lằng nhằng. Siro ơi. Đấy, yên đấy, để bà ra đấy bà. Đứng bà rũ một tí cho nó khô. Đây, thì Siro ra đây. Siro thì anh để anh phải cào thêm tí để cho có cái lông nào rụng thì nó rụng luôn đi. À, Siro ra đây. Quay mặt đây. Xích đây. Để xem có cái nào rụng thì cho nó rụng luôn đi.
Yeah. Siro thay lông sắp xong rồi đấy, dụng cái lông cứng này nè. Thôi Pila chờ đấy, chưa xuống được. Nó tắm xong rồi, nó đang đòi xuống dưới nhà nhưng mà không cho xuống. Siro ra đấy. Ừ thầy. Chưa. Đã xong đâu? Ra đây. Xịt thế còn chưa xong, xích ra đây. Làm sao mà xịt bắn thế được? Xích ra đây được. À bắn thế có mà chết à? À bắn thế là ghẻ đấy. Bên kia. Xong một bên rồi. Bên kia. Quay mặt đây. Ok, sạch tinh rồi đấy. Rũ đi. Rũ xong chưa? Rũ xong chưa thì ra đây. Siro ơi. Ra lau. Siro. Siro đâu đấy? Siro. Ra đây. Siro. Không cần lau á, còn cái mặt nữa mà. Rồi, lau thêm cho Pila một tí nhá. Ok, Pila xong rồi. À, Pila dùng lông này. Rồi, xong rồi, đi ra kia, Siro ra đây. Siro, còn cái mặt của Siro nữa. Siro ra đây. Còn phải lau cái mặt của Siro nữa chứ. Đã, người thế đã xong. Đâu? Đứng yên. Chưa đâu. Ra đây. Còn lau tiếp. Ok, xong. Rũ đi. Xem nào. Rồi, ok, vẫn còn. Giờ cả con Messi nữa ra đây xem nào. Ra đây. Siro ơi. Ba đứa ra đây chào khán giả đây. Ra đây.
Pila nữa. Pila thích vào trong đấy à? Pila ra đây. Ờ, thế Pila ở yên trong đấy. Si ngồi bên này. Siro ngồi bên này. Siro. Không, quay mặt về đằng trước kìa. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Tắm cho chúng nó 3 con vậy thôi. 3 con mất khoảng hơn 20 phút thôi. Còn một con mọi người tắm cứ coi như 10 phút xong nhá. 10 phút là xong hết. Và để chị giải quyết cái vấn đề chó, da chó nó bị gầu ấy, thì mọi người chỉ cần tắm cho nó 2 hoặc là 3 lần. Cách nhau khoảng 2 ngày mọi người tắm lại một lần là ok, sẽ hết gầu ngay. Rồi, ba đứa đi xuống trước để anh dọn sân. Rồi, Siro đi xuống đây, xong rồi.